diễn trên sân khấu của chúng ta như thế nào. Và bản thân hai người dẫn chương trình cũng mong muốn gặp gỡ ca sĩ này. Thưa tất cả quý vị, đó là chàng trai mà chúng ta đang trông chờ chương trình ngày hôm nay. Nhạc IDM đặc sắc nhất của chuỗi hoạt động của Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu 2018. Và trong đêm nhạc đặc biệt này, chúng ta đang chờ đợi một nhân vật đặc biệt. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang chờ đợi một gương mặt mà phải nói là không chỉ quý vị khán giả, các bạn trẻ trong nước mà khán giả nước ngoài cũng đang háo hức chờ xem. Rồi ngôi sao ca nhạc được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam trình diễn trên sân khấu của chúng ta như thế nào. Và bản thân hai người dẫn chương trình cũng mong muốn gặp gỡ ca sĩ này. Thưa tất cả quý vị, đó là chàng trai mà chúng ta đang trông chờ chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị, ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam đó là... Và bây giờ chúng ta cùng la lớn lên nha. Chúng ta sẽ cùng gọi tên thật là lên cao quá, để tao đứng cái này đi. Rồi bây giờ các bạn, chúng ta cùng hô vang tên của thần tượng của các bạn lên nào. 1, 2, 3. Sơn Tùng, Sơn Tùng, Sơn Tùng, Sơn Tùng. Tùng Tùng lưới Tùng đâu luôn đó. Đâu, tao muốn coi Tùng Sơn lắm đây. Sơn Tùng. Rồi các bạn ơi, trước khi Sơn Tùng bước ra sân khấu, chúng ta phải lùi xa sân khấu ra 1 mét. Xin được nhắc lại, các bạn phải lùi xa. Khi nào ban tổ chức thấy đủ 1 mét rồi thì Sơn Tùng mới xuất hiện. Tiếp bên này ạ. Lùi xa một chút các bạn ơi, không thể nào trình diễn nếu mà các bạn đứng quá gần như vậy được. Chúng ta sẽ thụt lui một tí ạ. Mọi người đều đang đợi các bạn thụt lui để Tùng có thể xuất hiện ạ. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ cần các bạn thụt lui một tí xíu nữa thôi. Thụt lui một xíu ạ. Các bạn ơi, chuẩn bị điện thoại, chuẩn bị điện thoại. Tùng má tao đứng không ta, tao nhìn phải luôn á. Má mỏi quá, nằm tay quá. Ra lẹ lên cái. Quá, tao ước như tao cao 1m75. Không. Làm cái điện thoại chưa mà chưa đến rồi, nó đang đợi Tùng Sơn, đang đợi Tùng Sơn, nó lộn Sơn Tùng, dầm lại sân. Rồi đó. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy là hai người dẫn chương trình cũng làm pháp của Sơn Tùng luôn. Đâu? Mượn của ai mà người ta đài rần rần với sân khấu? Đây, trả lại. Các bạn ơi, ban tổ chức chưa điều cho Sơn Tùng. Nói gì? Các bạn đang đứng quá gần sân khấu. Các bạn ơi, đứng gần quá chưa ra kịp nha. Sơn Tùng đang đập các bạn. Coi đây. Thưa tất cả các bạn, thật sự ra là ở sát sân khấu thì dây điện rất là nhiều. Chỉ có xảy ra một điều đáng tiếc khi các bạn chúng ta đứng gần, các dây điện mà xuất ra thì coi như là chương trình ca sĩ đang hát bỗng nhiên phải dừng lại. Lúc đó là chắc chắn một vài bạn của chúng ta đứng sát sân khấu làm ảnh hưởng chung của chương trình, cho nên là hy vọng là các bạn chúng ta di chuyển xích ra một chút trước sân khấu để tránh trường hợp là chương trình của chúng ta bị gián đoạn. Tự nhiên chen vô đứng ngồi tem không chết luôn. Đây 700 là tính 2,8 triệu. Thưa tất cả quý vị, ban tổ chức vừa mới đưa ra một thông báo là chương trình sẽ diễn ra nếu như các bạn chúng ta làm nhanh chóng công việc là cách xa sân khấu khoảng hơn 1 mét. Các bạn ơi, hiện tại ban tổ chức đang rất... Các bạn ơi, rất là nhiều bạn trẻ đang đứng phía sau sân khấu và phía bên hông. Một lần nữa chúng tôi xin được thông báo là các bạn, tất cả các bạn sẽ di chuyển ra phía trước sân khấu thì chương trình mới có thể tiếp tục được. Xin đừng nhắc lại một lần nữa là những bạn trẻ đang đứng phía bên hông và đang đứng phía sau sân khấu vui lòng di chuyển ra khu vực phía trước. Tao tưởng nó dẹp trên đó là làm sao mà nó dẹp. Cái bên này đó ạ, tất cả chúng ta đều di chuyển ra phía trước. Ban tổ chức nhất quyết là không tiếp tục chương trình nếu như các bạn còn cứ đứng như vậy. Rồi, xin mời các bạn đứng phía sau ạ. Ở phía sau sân khấu và phía bên hông sân khấu đang đứng quá gần sân khấu và đứng rất là nhiều phía sau sân khấu ạ. Các bạn vui lòng di chuyển. Hiện tại thì Sơn Tùng chưa có đường để vô được tới sân khấu luôn các bạn. Chúng tôi đã thấy các bạn trẻ đang còn bắt đầu di chuyển rồi. Ban tổ chức xin được thông báo là một lần nữa, đó là khi nào những bạn trẻ đứng phía sau và bên hông di chuyển ra phía trước thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Các bạn ơi, triều dân thì thích nói gì là đó là thì dân biết là các bạn chúng ta đang ngưỡng mộ Sơn Tùng MTV, nhưng mà cũng tránh trường hợp là khi mà Sơn Tùng xuất hiện các bạn lên sân khấu rất là đông, lúc đó chương trình sẽ bị gián đoạn. Có vài điều sau đây là các bạn sau khi xem chương trình xong thì các bạn nhớ chúng ta đi về thì chúng ta cũng di tản từ từ. Rồi sau đó là nhớ kiểm tra thật chặt những tài sản của mình. Biết rồi đúng không? Rồi trong lúc mà xem thần tượng này nhớ để ý tư trang của mình. Bơi. Biết rồi luôn. Và nhớ là đừng có chê mấy cháu nhỏ mà khoảng từ 6 tuổi đổ xuống. Biết chưa? Biết luôn. Rồi, MC đang giữ 2 cái chìa khóa. Biết chưa? Chìa khóa gì? Thật sự ra thì hai MC dễ thương và làm đúng tròn nhiệm vụ của mình. Chương trình có bị gián đoạn một chút gì đó, đó là ngoài ý muốn của ban tổ chức, cho nên các bạn chúng ta thông cảm mà. Nhưng mà các bạn ơi, cái gì mà hay á, thì mới bắt người ta phải chờ đợi. Chừng nào mà các bạn sốt ruột lên đỉnh tiểu rồi thì Sơn Tùng sẽ xuất hiện. Sắp đến. Các bạn ơi, các bạn đói chưa? Đói chưa hả? Rồi hả? Vậy có còn đủ sức để lao không? Thôi bây giờ hỏi một câu thiệt nè, lễ năm sau có về lại Vũng Tàu không? Anh phải lao phụ với tụi em á là có. Đợi thêm một xíu nữa. Đang đợi đi xuống. Chắc là đang còn chỉnh sửa lại nhan sắc để xuất hiện trước các bạn một cách đẹp trai nhất. Trời ơi, nói vậy đi mà. Phải. Cái bây giờ sẽ cho tư tưởng. Cái kèn là không có giờ đi sao. Thì cái kèn nãy giờ bị chặn đâu. Nhà xe không biết. Đi vòng rồi không có tình dữ. Đèn sáng lên ở bút chỉ đằng kia luôn. Tất cả đều có người, tất cả đều là fan của Sơn Tùng. Chúng ta sẽ đi rồi. Đồ, quay hồng đông dữ anh. Quay người không như lắm rồi, thái bình ra cái về thái luôn. Mỏi tay quá. Sơn Tùng còn hơn sơ bắt hồ chung là đẹp. Rồi cái này mà chiếu luôn là hồ chung hết mà thắng một cái luôn. Loạn quá. Đúng. Thưa tất cả quý vị, phải nói là chị Dân thì có hai thần tượng của âm nhạc, đó là Sơn Tùng MTV và Mỹ Tâm. Mấy bạn la lên là mình hoang mang quá vậy. Kêu Mỹ Tâm ra các bạn nhiều đến fan fan của Sơn Tùng. Ai Mỹ Tâm cũng được, có nhiều thanh Mỹ Tâm Sơn Tùng chung là ai biết được. Mỹ Tâm hát cũng được, nghe cũng quá gì đấy, lâu ấy. Fan trẻ trao của Festival đang đu rồi, của Sơn Tùng đang đu rồi. Nó đu học hỏi ngay rồi. Đâu nào? Không nổi, không nổi. Đau quá. Học sớm nữa, coi sao đây. Ê đừng ai chơi con chơi giống Nhật Linh bây giờ. Hơi xa. Đúng không? Nhìn nó hơi xa luôn. Đau quá. Hay mỏi chân. Thôi. Hợp lý.